Thì các bạn Ý bên đây rất là thích luôn, rất là thích, bởi vì là dầu dừa nó không có trơn mà nó là làm cho da rất là mịn. Nhưng mà cái kết quả mà mình muốn chia sẻ đó là ai xài tới cũng mê, bởi vì khi mà mình dạy xài những cái dụng cụ á thì mình có tặng cho người ta hoặc là mình cho người ta sử dụng cái dầu dừa ngay trong lớp đó, thì khi sau sau khi đó là ai xài tới cũng mê. Họ họ cho mình biết là cái dầu dừa lô hội này á là nó tốt hơn bất cứ những kem mà họ đã từng dùng à, và là quá là vui luôn. Ở bên Ý này thì khi mà mình về Việt Nam năm 2016 với 47 người Ý để học với thầy lớp nâng cao, thì thầy có đề cập tới là diễn chẩn làm đẹp, bởi vì qua qua cái làm đẹp đó mình sẽ thu hút được nhiều người để cho họ tự chăm sóc sức khỏe của mình. Bởi vì nếu mà khi mà mình nói ô tôi thấy bạn có cái quầng thâm ở mắt á, có thể là phải cẩn thận tới thận hoặc là tới cẩn thận tới buồng trứng hay gì thì họ không thèm để ý đâu. Nhưng mà nếu mà mình nói ô bạn lại đây thì tôi sẽ dạy cho bạn một cái cách mà làm bỏ cái vết thâm ở dưới mắt á, thì họ nghĩ ngay ra cái là sẽ là đẹp, thành ra họ làm liền. Thành ra khi mà mình về bên Ý thì thầy nói là các em tìm cách nào để làm phổ biến diễn chẩn beauty. Khi đó thì bên Ý này hội mình đã hoạt động hơn 4 năm rồi, thì cũng có rất nhiều người đã học diễn chẩn rồi. Nhưng mà mình muốn tới 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 khắp nơi đó, thì thầy nói tụi con phải bắt đầu dựa vào diễn chẩn làm đẹp đi, sẽ thu hút được nhiều người hơn. Thì từ đó là mình về bên đây là mình hỏi lại làm mình lập ra một cái nhóm 10 12 người để thí nghiệm những cái phác đồ mà Ngọc Anh nói nãy và thí nghiệm cái các dụng cụ của diễn chẩn để làm đẹp có kết quả không. Bởi vì như Ngọc Anh nói bên bên nước ngoài thì người ta thường thường người ta để ý về sắc đẹp nhiều hơn bên Việt Nam mình rồi, phải không? Người ta có một cái kinh nghiệm về sắc đẹp và người ta có nhiều mỹ phẩm lắm, thành ra mình nếu mà mình cạnh tranh thì mình phải có cái gì mà chắc chắn mình mới cạnh tranh được. À, cạnh tranh có nghĩa là mình thu hút những người để người ta qua cái đẹp mà chữa chữa bệnh cho mình á, giữ gìn sức khỏe đó. Thì mình về đây mình thí nghiệm thì khi mà thầy về Việt Nam thì thầy thì đồng lúc đó Ngọc Anh ở bên Việt Nam cũng bắt đầu thí nghiệm về sắc đẹp, thì hai chị em không có hẹn trước mà rốt cuộc là gặp nhau. Thì giống như Ngọc Anh cảm ơn Mỹ Lệ thì Mỹ Lệ cảm ơn Ngọc Anh, bởi vì những cái kết quả của Ngọc Anh làm cho mình mạnh dạn hơn ở bên Ý này. Khi mà mình về Việt Nam á thì thầy dạy beauty với cái baby oil. Thầy á thì thích cái baby oil, nhưng mà những người Ý người ta không thích xài baby oil. À, người ta xài mỹ phẩm rất là tốt, rất là đắt luôn, nhưng mà cái baby oil đó không phải là nó vì nó rẻ tiền, mà vì người ta lúc đó là người ta đã có thành kiến với cái baby oil rồi, người ta không chịu xài cái đó. Thì mình cũng nói bây giờ là ở bên Việt Nam đang thí nghiệm để kiếm một cái dầu khác nó thiên nhiên hơn. Thì khi mà biết được cái dầu dừa lô hội của Ngọc Anh thì mình rất là đắc ý, chỉ có trên cái ý thôi là mình đã vui lòng rồi. Bởi vì dầu dừa đó thì nó mát mà lô hội nó cũng mát, nhưng mà qua cái quá trình làm, cái quá trình chế biến mà mình nấu thật là lâu như vậy đó, thì hai cái chất đó nó hòa hợp với nhau, nó có đủ cái chất tốt của lô hội và của cái chất tốt của dầu dừa, mà nó thêm cái chất ấm, giống như là thầy thích baby oil tại vì thầy thích cái kem đó nó là cho mình cái chất nóng chứ không phải là cái chất lạnh như những cái mỹ phẩm khác, những cái kem dưỡng da khác. Thì mình mới cho các bạn bên đây thử, đó là đầu tiên là hai ba bốn năm từ 2 năm từ 2017 tới là 2020 ha. 2020 là tụi chị xài của bên Ngọc Anh làm thôi. Thì các bạn Ý bên đây rất là thích luôn, rất là thích, bởi vì là dầu dừa nó không có trơn mà nó là làm cho da rất là mịn. Nhưng mà cái kết quả mà mình muốn chia sẻ đó là làm cho mình rất là vui lòng, mà Ngọc Anh cũng sẽ rất là vui lòng.
Vì trong những cái lớp học của mình, lớp học beauty của mình có những các bạn mà người ta đã làm ở trong nghề chăm sóc sắc đẹp nhiều năm lắm rồi, có thể là 20 năm luôn, có thể là hơn 20 năm nữa. Giống như cô Alessandro mà Ngọc Anh nói hồi nãy đó, là một trong những người mà khi hồi còn 20 tuổi là đã học về về chăm sóc sắc đẹp. Giống như Stan là bây giờ dạy dạy beauty chung với mình đó. Thì những người đó mà họ họ cho mình biết là cái dầu dừa lô hội này á là nó tốt hơn bất cứ những kem mà họ đã từng dùng đó. Và là quá là vui luôn, là coi như là khi mà họ dùng rồi đó, có cái cô đó cổ là cổ chữa sắc đẹp cho người ta, có nghĩa là cổ biết về cái kem dưỡng da rất là nhiều luôn, nhưng mà cho bản thân của cổ là cổ không có tìm ra một cái kem nào mà xài được hết, kem nào nó cũng làm da khô. Và cổ cũng xài qua những cái kem mà người ta làm bằng bằng những cái rau quả chất thiên nhiên đó, mà cũng không có cái nào mà có kết quả vậy hết trơn á. Thì khi mà mấy cô đó mà cho mình biết những cái này thì mình rất là vui luôn, rất là vui luôn, bởi vì đây là mình kiếm được một cái sản phẩm mà mình có thể nó hòa hợp với cái diện chẩn của mình được, nó hòa hợp với cái diện chẩn mà nó hòa hợp với cái ý của thầy là làm cho cái da của mình nó không có bị lạnh, và nó vừa chữa bệnh, nó vừa làm được rất là nhiều. Thì những cái kết quả mà Ngọc Anh vừa kể cho các bạn biết là ở bên đây mình cũng đã có được nhiều người người ta nhắn lại, giống như là khi mà mình ở bên đây là mình xài dầu dừa đôi hội đó để đánh răng luôn đó, coi như là với lại không có còn xài kem đánh răng nữa, trừ khi nào mà mình không có dầu dừa thôi, mình đi đâu xa mình quên dầu dừa ở nhà, chứ không có khi nào mà mình xài dầu dừa lô hội giờ mà không có xài kem đánh răng nữa. Thì nếu mà mình phổ biến ra cái kem đánh răng bằng dầu dừa lô hội này thì mình không phải là bảo vệ môi trường như Ngọc Anh nói không, đó là một cái kết quả rất là tốt luôn. Nhưng mà ngược lại một thêm một cái nữa là ở trong cái kem đánh răng nó có cái chất kêu bằng cái chất fluor rồi đó, cái chất tẩy nó không có tốt cho cơ thể của mình. Dù là mình xài rất là ít nhưng mà nó chút 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 và nó sẽ làm mình bệnh. Thì cái kem đánh cái dầu dừa lô hội này mà nó thay kem đánh răng làm nó là tuyệt vời rồi. Thứ nhì là cái mà những cái nấm ở trên tay, trên ngón tay, trên ngón chân á, thì cũng đã có kết quả. Không nói chi tới những vết phỏng hay là vết chày gì, cái mình đó cái đó là thường quá đi, nhưng mà đối với những người mà người ta làm diện chẩn thì xài hãy cứu á, thì mình khuyên người ta lúc nào cũng có một cái lon nhỏ dầu dừa lô hội, bởi vì khi mà mình chỉ nghi ngờ thôi là bị phỏng rồi đó thì mình check lên là yên tâm không bị hết. Và đối với phụ khoa đó thì mình cũng có kết quả như Ngọc Anh đã nói, là có cái cô đó của cổ nói không có cần mua kem nữa, không có cần mua kem khi mà giao hợp với ông xã nữa, tại vì những người mà người ta lớn tuổi như khi người ta bị rát bị đau gì đó thì cổ nói cái đó là rất là tuyệt vời, không có cần mua kem nữa. Và những cái giống như bị huyết trắng, bị nấm trong 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 âm hộ cũng có kết quả. Có rất rất là nhiều kết quả luôn. Coi như là bên đây là ai xài tới cũng mê. Ai xài tới cũng mê. Bởi vì khi mà mình dạy xài những cái dụng cụ á thì mình có tặng cho người ta, hoặc là mình cho người ta sử dụng cái dầu dừa ngay trong lớp đó, thì khi sau sau khi đó là ai xài tới cũng mê. Rất cảm ơn Việt Nam mình có dừa nhiều, có lô hội nhiều. Hôm nay chị chụp hình, bây giờ ở trong nhà mình tự trồng lô hội tự trồng lô hội để làm dầu dừa. Quá chị. Thì hồi nãy mà Ngọc Anh nói là các bạn người Việt của mình phải ráng mà giữ cái bản quyền của cái việc massage làm đẹp chữa bệnh này của diện chẩn là của nước Việt Nam mình á, thì mình cũng khuyên các bạn như thế, bởi vì cái này là một cái sự rất là cho mình người Việt Nam mình tự hào, hãnh diện bản thân mình, là mình mạnh lên, là mình đẹp hơn rồi, nhưng mà đi ra nước ngoài thì mình sẽ rất là hãnh diện khi mà gặp một người nước ngoài người ta cầm cái cây diện chẩn của mình, hoặc là người ta làm 12 động tác xoa mặt. Rất cảm ơn các bạn ở đây và cảm ơn đã nghe Mỹ Lệ nói.
Em cảm ơn chị. Trời Thôi ơi. chị không nói nữa bởi vì không thôi thì trễ chương trình hết à. Tuyệt vời như vậy mà hôm nay chị mới đăng đàn chia sẻ để cho mọi người ở Việt Nam biết. Không nghe chị chia sẻ thì khi mà chị nói những cái phản hồi mà ngắn ngắn á, thì em cũng biết là nó tốt vậy thôi. Nhưng mà không biết là lại có những người mà họ đã dùng nhiều mỹ phẩm như vậy mà họ vẫn đánh giá cao cái sản phẩm dầu dừa lô hội của mình. Đó, nên là hôm nay mọi người sẽ có thêm động lực để mọi người thực hành cái bài này. Cảm ơn chị. Dạ. Dạ. Rồi. Ok, cảm ơn.